Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý về thị trường trong nước. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2014 đến 2023, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận mức tăng tới 109%, đặc biệt tăng nhanh trong hơn 3 năm gần đây khi có nhiều nguồn cung hạng sang. Cụ Cụ thể, thể trong báo trong báo cáo cáo vừa được công bố, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2014-2023, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội đã tăng gấp 2,8 lần. Tính đến hết quý 1, Hà Nội có 670 dự án căn hộ với 370.000 căn. Đáng nói là giá sơ cấp trung bình cũng đã liên tục tăng suốt 10 năm qua, bất chấp nhiều biến động từ thị trường. Đáng chú ý, giá bán trực tiếp từ chủ đầu tư trong 10 năm qua đã tăng tới 109%, tương đương tăng trưởng giá bình quân năm đạt 9%. Đặc biệt, loại hình chung cư ghi nhận đã tăng mạnh trong hơn 3 năm gần đây trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm. Hiện nay, giá căn hộ tại Hà Nội đạt mức trung bình 46 triệu đồng một mét vuông, gần chạm mức 48 triệu đồng một mét vuông của thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn cung căn hộ khan hiếm là nguyên nhân khiến giá loại hình bất động sản này liên tục tăng cao. Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý xe quá tải, thì bên cạnh hệ thống bản cân sơ cấp, thứ cấp theo quy chuẩn 66 của Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hồ Chí Minh còn mới cho thí điểm bản cân tự động một cấp rất hiện đại. Tuy nhiên, không hiểu tại sao mà các xe quá tải vẫn dễ dàng vượt qua. Điều khó hiểu hơn nữa, đó chính là hình ảnh những chiếc xe quá tải có thể lên tới 300% vượt bản cân tải trọng đã được phóng viên VTC ghi hình, cung cấp tận nơi cho hai đơn vị được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao trách nhiệm quản lý để có biện pháp ngăn chặn. Thế nhưng, nạn xe quá tải vẫn rầm rộ vượt cầu cân. Chiếc xe tải này vừa bốc hàng xong tại một công ty phân bón ở Long An và sẽ chè hàng ở miền Trung. Dù trọng tải tối đa cho phép chỉ là 32 tấn, nhưng chủ xe lại bắt nó tải một con số khủng khiếp. Đó là hại lắm anh. Đấy, hầu đợt gì đầu là chờ 93 tấn bị nô lớp làm đó, chèo lớp đó. Xe đi chè hàng ở miền Trung có nghĩa là nó buộc phải qua hai bàn cân tại thành phố Hồ Chí Minh, là bàn cân tải trọng tự động ở cầu Ống Lớn, đường Nguyễn Văn Linh và bàn cân sơ cấp ở cầu Kỳ Hà, đường Vành Đai Đông. Và trước khi qua hai bàn cân trên, anh tài xế của chiếc xe quá tải gần 300% này chuyển 900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB có ba số cuối là 467 của một người có tên Khang. Sau đó, anh gọi điện cho một người tên Tý hoặc Quang để hướng dẫn qua cầu. Ờ, giờ rẽ vô đưa lên 3,5 tấn được cho anh. Rẽ vô được, rẽ vô, em biển nào mà rẽ vô, khỏi lái nhanh nè, không lái nhanh nè. Hả? Anh rẽ vô nhưng mà không lái nhanh. Rẽ vô không rẽ cho nhanh nữa. Đúng rồi, đường cấm giờ, anh cứ rẽ nghe mà em. Qua cầu Kỳ Hà đi sao, theo qua cầu Phú Mỹ ấy, qua anh không? Nhà, đi cái bàn bánh phụ, bám sát lệnh phụ qua cầu cho em. Qua cầu là đi thẳng luôn, phân một luôn, không dân đổ không? Không dân nghĩa qua cầu đi luôn, thanh tra chứ đi luôn. Ý thanh tra cả đón cùng chị luôn không? Đây cao của thằng em làm mà, thanh tra đó mà. Đúng như hướng dẫn, để né bàn cân trên cầu Ống Lớn phía trước, chiếc xe này bất ngờ rẽ vào làn đường dành cho xe 2,5 tấn theo kiểu tử thần. Không ra tín hiệu xi nhan. Và đây là cách qua bàn cân cầu Kỳ Hà. Đi lên phụ, áp sát về bên phụ. Xe áp sát thành cầu bên phụ rất nguy hiểm. Cũng theo các tài xế, mật khẩu qua cầu Kỳ Hà thay đổi liên tục dành cho các xe quá tải. Lúc thì xe được báo áp sát thành cầu bên phải, khi thì bên phụ. Sau khi ghi nhận được hình ảnh này vào tháng 2 năm 2024, phóng viên VTC đã đến Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 7 và 8 tháng 3 năm 2024 để cung cấp toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, hiện tượng xe quá tải vượt hai bàn cân tải trọng lại tái diễn mạnh hơn. Đây là hình ảnh ba chiếc xe có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau rẽ vào làn đường 2,5 tấn vào lúc hơn 21 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2024 để lách bàn cân cầu Ống Lớn. Và cách qua cầu Kỳ Hà cũng tương tự. Qua thì nó quan tiện thôi chứ mà
vô nấu trước của nó để nó căng là nó làm như làm việc tụi nó chứ. Làm việc trực tiếp mình tới làm việc trực tiếp luôn. Mình đã xác định xem quá tải rồi làm việc luôn kia là lỡ chuyến hàng sau đó mình chuyện lý do mình nói. Còn là anh cập sát hiện tại đi thôi. Anh cứ cập sát hiện tại. Mình canh nó mà chạy đi không có nào không? Sát Thái Lan rồi nè. Sau mình đi sát sát ở Nhật rồi nè. Rồi mình đi sát Nhật. Chạy từ từ thôi. Thấy xe máy xe kia tôi cũng vậy đó, nó dịu về quá tải mình chịu tải mình đi sát Thái Lan đó. Thấy mấy thằng kia đã đi mình mấy thằng kia nó cũng cái cây ba cây luôn á. Không biết mỗi ngày có bao nhiêu xe quá tải vượt bàn cân trên cầu sai quy cách, nhưng có thể thấy rằng những tấm trụ kim loại phân làn của cầu bị đâm đổ hoặc nghiêng ngả rất nguy hiểm như thế này. Trong quý 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt trên 178 tỷ đô la Mỹ, tăng với 15,5% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự phục hồi của nhu cầu thị trường thế giới, tăng tiêu dùng trong nước và đang được nhận định là động lực quan trọng cho tăng trưởng GDP năm nay. Chỉ trong một ngày, đoàn 30 nhà xuất khẩu đến từ Incheon, Hàn Quốc này đã có 210 cuộc gặp gỡ với các đối tác Việt Nam. Đáng chú ý, không chỉ là giao thương, cơ hội ký kết hợp đồng thương mại dường như đã rất gần. Tôi hy vọng tìm được nhà phân phối cho dòng thiết bị cho da tại Việt Nam. Một trong ba người mua chúng tôi gặp trong sáng nay có một công ty rất quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Tuy chỉ có vài phút tư vấn về sản phẩm, nhưng chúng tôi đã thống nhất được một lịch trình gặp tại Hàn Quốc vào khoảng một tháng sau. Thế mạnh của Hàn Quốc là mỹ phẩm, và tôi cảm thấy là tôi rất là hy vọng là sẽ có thể hợp tác tốt hơn nữa với các đối tác ở bên Hàn Quốc. Tại hội chợ thương mại Việt Nam lần thứ 33 đang diễn ra, cũng ghi nhận sự tham gia của 480 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại truyền thống của Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Không chỉ tăng cường cơ hội nhập khẩu, nhiều địa phương doanh nghiệp trong nước cũng coi đây là cơ hội mở rộng tiêu thụ ra thị trường quốc tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn chưa phục hồi vững chắc. Năm nay chúng tôi giới thiệu 7 địa phương tiềm năng trong cái thu hút đầu tư. Đặc biệt là sau cái công tác quy hoạch tỉnh hoàn tất, cùng với đó là chúng tôi có cái bàn tư vấn về Colandes để tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2024, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt kỷ lục trên 178 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%. Trong đó xuất khẩu tăng 17%, đạt 93 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu tăng 13,9%, đạt gần 85 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam duy trì xuất siêu 8,08 tỷ đô la Mỹ. Với cái mức xuất siêu cũng rất ấn tượng, 8,08 tỷ đô. Đây là con số tích cực trong cái bối cảnh là khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhận định trong hai kịch bản tăng trưởng của năm nay, kịch bản 1 6%, kịch bản 2 6,5%, bộ này đang nghiêng về phương án 2. Thương mại phục hồi chính là một căn cứ quan trọng của nhận định này. Diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút hơn 480 doanh nghiệp tham gia với gần 600 gian hàng từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội chợ lần này, nhiều thương hiệu Việt đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp định vị thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồ gốm, lụa, các sản phẩm thực phẩm từ làng nghề truyền thống đang được các doanh nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển Cụm Công nghiệp Sở Công Thương Ninh Bình giới thiệu tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33. Qua đây, các doanh nghiệp đã giao lưu trao đổi nhiều ngành hàng, có thêm những khách hàng tiềm năng từ nhiều quốc gia. Tôi muốn giới thiệu, tiếp tục giới thiệu các cái sản phẩm này đến đông đảo các cái doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong như ngoài nước, đặc biệt là đối với các cái thương vụ thông qua cái hội chợ Expo này thì giới thiệu các sản phẩm của Ninh Bình đến với các cái thị trường nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, trải qua 33 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm nay có gần 50 doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước giới thiệu các sản phẩm là các mặt hàng của địa phương mình. Cùng với đó là các doanh nghiệp từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 4 khu gian hàng là Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc. Mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường, nâng cao năng lực, tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đem giải pháp chuyển đổi số, đem giải pháp bán hàng đến cho doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp tiếp cận được với nhiều khách hàng tiềm năng nhất. Ví dụ như ở trong nước thì chúng tôi có những cái giải pháp như là Go Sell, Go F&B, chuyển đổi số, bán hàng trong nước. Và cái giải pháp thứ hai đấy là chúng tôi có một cái giải pháp về xuất khẩu thông qua kênh thương mại từ Alibaba.com. Cũng theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử ở nước ta tiếp tục tăng trưởng mạnh. Về xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, cả nước tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp, với mức thặng dư ước đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Để có được điều này, có sự đóng góp quan trọng tích cực của các hoạt động xúc tiến thương mại. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới là khởi điểm cho mùa du lịch hè. Thế nhưng do giá vé máy bay trong nước tăng cao, du lịch nội địa dường như ít được lựa chọn. Thay vào đó, nhiều người lại chọn du lịch nước ngoài do có nhiều ưu đãi và chi phí hợp lý hơn. Theo đại diện các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, khách đặt tour nước ngoài tăng dịp này nhiều vì có giá ưu đãi cạnh tranh và các chương trình khuyến mãi ổn định có kế hoạch. Ngoài ra, ảnh hưởng tâm lý giá vé tăng cao tại thị trường nội địa từ dịp 30 tháng 4 năm ngoái cũng là nỗi ám ảnh với nhiều du khách trong kế hoạch du lịch năm nay của nhiều người. Trước việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày, một số doanh nghiệp du lịch lữ hành đã lên kế hoạch để kích cầu du lịch trong nước. Nhiều công ty cũng chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch giá rẻ như du lịch khám phá các địa danh, du lịch sông nước, du lịch trải nghiệm đời sống người dân. Từ đầu năm, mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng hơn 9 triệu đồng, tức là tăng 14,5%. Và đến hôm nay, giá vàng nhẫn đã thiết lập kỷ lục trên 72 triệu đồng một lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 79,3 đến 81,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 400.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên. Khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán hiện là 2 triệu đồng. Vàng nhẫn phiên hôm qua tăng 500.000 đồng một lượng, thiết lập kỷ lục trên 72 triệu đồng một lượng. Từ đầu năm, mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng hơn 9 triệu đồng, tức là tăng 14,5% và ở vùng giá kỷ lục. Thời gian qua, tỷ giá đô la Mỹ tăng cao, tuy nhiên tỷ lệ mất giá của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ so với các nước thì vẫn thấp. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ giá đô la Mỹ tăng bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đưa ra được thời điểm cụ thể nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc hạ lãi suất. Theo biểu đồ thống kê của Investing.com, tỷ giá đô la Mỹ liên tục có nhiều biến động trong thời gian qua. Kể từ ngày 2 tháng 2, khi đồng đô la Mỹ giảm sâu với mức 24.332,5 đồng trên một đô la Mỹ, thì đến hôm nay mùng 4 tháng 4 đã lên khoảng 25.000 đồng một đô la Mỹ. Phía chuyên gia nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa đưa ra được thời điểm cụ thể nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc hạ lãi suất, trong khi chính sách hạ lãi suất của Việt Nam rất mạnh. Nhu cầu ngoại tệ cho việc nhập khẩu cũng nhiều hơn, khiến giá trị đồng đô la Mỹ tăng cao. Từ đây đến cuối năm, tôi cho rằng tỷ giá sẽ sớm ổn định hơn. Lý do chính là vì một khi mà Fed bắt đầu hạ lãi suất thì lập tức là cái giá trị đồng đô la Mỹ nó không tăng mạnh. Thứ hai là chúng tôi rất đồng tình cách can thiệp của ngân hàng nước thời gian vừa qua, tức là chúng ta phát hành tín phiếu, vừa là can thiệp thanh khoản, vừa là hút tiền về, vừa là giúp cho cái chênh lệch lãi suất giữa đô và đồng nó không quá lớn. Với cái điều hành ngân hàng nhà nước thì chúng tôi vẫn thấy là cái tỷ giá vẫn đảm bảo duy trì được cái sự ổn định và vẫn đảm bảo được cái thị trường ngoại tệ thông thoáng, vẫn đảm bảo được các cân đối chung ngoại tệ, vẫn đảm bảo cái trạng thái ngoại tệ dương cho các ngân hàng thương mại và nền kinh tế, cũng như đáp ứng được những nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho các doanh nghiệp và các nhu cầu xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, dù tỷ giá đô la Mỹ tăng cao, tuy nhiên tỷ lệ mất giá của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ so với các nước vẫn thấp. Hiện nay chúng tôi đang tính toán thì trên thị trường liên ngân hàng
thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la cũng đã có cái mức tăng là khoảng 2,6%. Đấy. Thế và nhưng mà so với các nước khác, thí dụ như đồng những cái nước lớn ấy, ví dụ nhân dân tệ của Trung Quốc thì cũng mất giá với đô la là khoảng 1,74%. Thế rồi của đồng bạc Thái thì 5,93%. Thế rồi của Hàn Quốc thì 3,88%. Theo đó, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo cơ chế linh hoạt, đảm bảo tỷ giá có thể lên xuống phù hợp với xu thế chung, đồng thời cân đối ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xây dựng đề án vị trí việc làm là một trong những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương bởi theo lộ trình hệ thống bảng lương mới sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vấn đề phát sinh bất cập. Nội dung đáng chú ý này sẽ có trong bản tin dòng chảy cuộc sống ngày mai, mời quý vị theo dõi.